Kết thúc năm học 2016-2017, toàn huyện Quỳnh Lưu có tổng số 47.461 học sinh, trong đó trực tiếp tham gia bảo hiểm y tế tại trường học là 26.979 em. Số học sinh tham gia theo đối tượng khác là 12.463 em. Năm học qua, toàn huyện có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế là 83,1%, tăng 2,3% so với năm trước. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế có tăng qua từng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ này vẫn ở mức thấp so với bình quân chung của tỉnh. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho phụ huynh và học sinh còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp thiếu sự chỉ đạo sâu sát về bảo hiểm y tế học sinh nói riêng và công tác bảo hiểm y tế nói chung. Mức đóng bảo hiểm 70% vẫn còn cao, nhất là đối với các em học sinh sống tại vùng nông thôn, miền núi. Nhiều trường có truyền thống tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao từ 80 đến 90%, nhưng để đạt được 100% theo chỉ tiêu giao thì vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thì hiện nay thì cũng khó khăn là do cái nhận thức của một số phụ huynh là chưa hiểu rõ, rồi cũng chưa nắm được cái mặt tích cực của công tác bảo hiểm y tế. Cho nên là còn khoảng cỡ 50 phụ huynh học sinh nữa là chưa tham gia. Thì nhà trường cũng đang còn tích cực vận động tới tận phụ huynh, học sinh để các em được tham gia trong năm học 2018. Một nguyên nhân nữa khiến cho tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của huyện Quỳnh Lưu đạt thấp là do huyện có số học sinh vùng giáo nhiều. Toàn huyện có 8.200 học sinh vùng giáo, chiếm khoảng 17% số học sinh toàn huyện không tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế, nên tỷ lệ tham gia khó đạt so với yêu cầu đặt ra. Đơn cử như tại trường trung học cơ sở xã Quỳnh Thanh. Năm học qua, trường chỉ có 235 em có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, có 125 em được cấp thẻ theo diện hộ nghèo, 55 em có thẻ do được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tặng, còn lại chỉ có 55 em mua theo quy định. Thứ nhất là cái đời sống của người dân ở đây thì kinh tế nó rất là nghèo, 100% là người dân là sống bằng nghề nông nghiệp, thứ hai là đông con, cho nên là cái số tiền nạp cho một lần cho tất cả số con đi học thì cũng rất là khó. Nhận thức về cái bảo hiểm y tế của người dân vẫn còn hạn chế, chính vì thế mà cái công tác tuyên truyền vận động đó cũng chưa có hiệu quả. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là mũi nhọn hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế đối với trường học. Ngoài ra, cũng cần tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho y tế trường học, đảm bảo mọi học sinh đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường. Y tế tại trường phải đáp ứng được việc sơ cấp cứu các trường hợp tai nạn xảy ra, xử lý ban đầu các bệnh thông thường tại trường trước khi phối hợp với gia đình để chuyển tuyến trên, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Trong năm học này thì theo hướng của bảo hiểm xã hội Lưu đang tăng cường với một số các ban ngành là xuống tận các trường để đôn đốc, đặc biệt nhất những trường tỷ lệ học sinh tham gia thấp trong nhiều năm qua, và đồng thời cũng tham mưu cho văn bản cho phòng giáo dục và huyện là phải đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh để đánh giá bình xét thi đua hàng năm. Mặc dù luôn có những khó khăn phát sinh, nhưng trong năm học trước, một số trường học ở huyện Quỳnh Lưu vẫn có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Nhiều năm liên tục đều đạt tỷ lệ trên 90%. Đó là cơ sở để đặt niềm tin rằng năm học này, bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu sẽ đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước.